Xứ tốp hàng chính hãng công ty, chất liệu lữ là bằng thép SK95. Chiều dài của cái lữ này là 350mm và tổng chiều dài bao gồm cán luôn là 510mm. Thì lữ được mài bằng công nghệ kim cương 3D và chui luyện nên rất là sắc bén. Hiện trên thị trường là có nhiều loại sứ tốp giả chỉ có giá vài chục nghìn thôi. Thì mấy bạn nhìn vào cái lữ này nó rất là sáng bóng. Cái vết phai xước của nó rất là đẹp, nó không có sần sùi như những lữ giả, những hàng kém chất lượng trên thị trường. Đây, cán cao su mềm. Còn đây là cái chốt lẫy để mình mở khóa cái lữ cưa để mình thay thế sau khi một thời gian dài mình sử dụng nó bị hao mòn, rồi mình thay thế cái lữ khác, chỉ cần mua cái lữ khác để mình thay thế. Rất lữ này thì rất dễ dàng để thay thế nha mấy bạn.